Vâng, và hello, chào mừng 500 anh em đã có mặt trên kênh của mình ngày hôm nay. Thì là mình đấy. Và bây giờ thì bộ đồ của mình đang hơi bị hot. Bộ đồ mình phối đồ khá là đẹp nha các bạn. Đây, và cô Ngân cũng có bộ đồ này. FK Ngân. Trong này mình có hai bộ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi bán bánh canh với mùa đấu tranh. Bộ đồ thẻ vô cực cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Thung lũng nè. Bắn hoài một chỗ, chắc vài bữa nữa phải nhảy một chỗ nữa quá. Làng thông thì cũng nhảy rồi nè. Làng thông cũng nhảy hoài. Vài bữa chắc tập cổng trời quá. Ít nhảy cổng trời. Đa số toàn nhảy khu vực nào. Em chưa thấy anh nhảy cổng trời bao giờ. Nhảy thì nhảy hoài rồi, nhưng mà cổng trời kiểu như là chưa thuộc cho lắm. Không phải chưa thuộc cái vị trí mà nó chạy, hiểu không? Đa số là nhảy ở thung lũng thì mình biết nó chạy ở hướng nào này nọ đủ các kiểu. Có bắn nhau rồi sao? Rồi, cực kỳ nguy hiểm. Kinh. Qua này, qua này. Nói chung là cổng trời nó có nhiều đoàn quân đoàn lớn à. Hình như nó trên đầu hay sao? Đầu đèn thông á. Anh chưa lút đồ xong nhưng mà anh vẫn qua. Cô Ngân bắn rồi kìa. Đừng cam với nó. Rồi bên đây, có lưng. Cô Ngân kìa. Ôi, thằng luôn ơi. Đậu xanh, trên đây luôn à. Ôi. Tật rồi. Em lên đi em. Anh ơi, mới nó đang cứu kìa, nó đang cứu kìa. Trong trời. Trời, đấy đấy đó. Còn nữa. Ôi, cái cây này bầu thiệt luôn. Đồ khóng này như cái đen hết. Tiếp tục nào. Em này đi bán bánh canh sướng luôn á. Đúng bài rồi. Em thề luôn, em cầm cái sọc bún nó rất là ngáo. Và cây sống rượu luôn á. Hai cây đó. Mọi người đừng chơi hộp bún, sọc bún nó ngáo lắm. Đừng chơi spat 12 nữa. Spat 12 nó cũng ngáo lắm. Không, cây đó bán được hơn anh. Được hơn là tên sập quân cũ. Sập quân cũ chỉ công nhà thôi. Hello mấy cưng. Ủa, con Ngân mới vô là đứng trên đây nhanh vậy. Đứng phải đồ đúng không? Hello. Không có ai có đồ kia cả. Không có ai có đồ giống mình cả. Buồn. Này nó phối đồ đi pha màu vàng với màu đen này, nó nổi. Mình quay lưng vào nhau, mình chia tay em nhé. Hạnh phúc đâu có còn như lúc ban đầu. Nơi này mới dành cho mình là 113. Đúng rồi. 113 hả? Chứ không phải AS Mobile Pay hả? Giờ biết kêu sao giờ anh? Đó là cái đảo này. Đây. Hôm bữa em chơi cùng cái thằng Duy gì đó, nó nói giọng y chang anh luôn, chắc fan bự. Y chang anh ha. Dạ, còn nó dạ y chang luôn. Kỳ vậy. Bữa nào chơi xí nó on mời vào cho nghe. Mà nó cười giống anh được đúng không? Đúng chuẩn luôn. Không, không biết, không có cười nhưng mà nó nói. Nó nói giống y chang luôn, à, cái nó... giọng y chang luôn. Ý là nó nhưng nói... mà không giả được điệu cười.
ý là nó giọng giống anh được luôn đúng không? Ok. Nó dễ. Bữa nào ấy mời vô. Nhưng cái điệu cười không thể giả được. Có sao tụi nó nhảy trước mình? Tại vì tụi nó nhảy xuống trước đó em. Không có ai đâu nha, lướt đồ thoải mái đi. Có một tem mình. Không có tem nào hết, nó tản đi hết rồi. Hai tem. Trời ơi, đừng giành nhà mà, cái nhà yêu quý của tôi. Lại cái cây này. Nhà yêu quý của anh nè, anh có một con dao trong cái nhà này, đậu xanh đó. Gì kỳ vậy? Rồi rồi, bạn ấy, bạn đấy. Đó, okay, con người đó. Nhầm là con người đó. Đầu xanh á, sao anh chạy nó bị lỗi lỗi sao ta? Mà ta. Có bắn nhau rồi kìa. Em á. Con nó anh ơi. Anh bị ngáo rồi nè. Nãy giờ anh chạy lỗi 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 lỗi. À, ở bên nhà bên này nè. Giáp 3, rồi xong, hai hết mobile ơi. Đông vậy. Cho mẹ bắn giáp em không mẹ. 4 thằng. Đâu vậy? Ôi hết đạn. Phải. Sao nhảy ở dưới đó? Ơi cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây em ơi? Cứu anh. Không có. Chết rồi. Bị ngáo ơi, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Cung kìa, đậu xanh cung. Bùm. Lại là bơm. Vãi cả cung. Ở đâu chờ bơm mình vậy? Ơ, cái gì đây? Chạy qua nhau như chưa từng quen biết nhau vậy trời. Hàng họ xa lạ với nhau. Nó nói chỗ bên nè. Kìa 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 kìa. Chết chưa các em? Chết rồi. Okay. Thằng này chắc ngủ quên. Quên. Căng cầu thang ngủ quên. Nó căng nhà. Sao buổi tối mà căng cầu thang ngủ quên. Sao buổi tối mà còn nhiều thanh niên ngáo vậy ta? Đấu ranh mà, đấu ranh đúng không? Đấu ranh mà. Bị đau bụng. Mình đã thấy mình ngáo hẳn ra rồi. Còn mình à, bên kia kìa, qua. Thấy không, các bạn có thấy gao cô Ngân không? Cứ chỗ nào có địch là cứ đâm đầu thẳng tới không? Không thèm lấy nấm luôn. Giống em. Ở đây nè, đi. Từ từ cô Ngân, từ. Từ từ, nó đang bắn anh kìa. Nó thấy anh rồi. Còn thằng cô Ngân ơi, sau nhà. Trong nhà còn, trong nhà. Ơi, ngay chỗ anh nè. Rồi, bắt tử rồi. Còn bộ nó đâu ta? Ơi, đậu xanh đó. Nghe anh luôn nè. Hay quá cô Ngân ơi. Mới nói bộ nó đâu. Nó chết chưa? Này thì không gạt giò nè. Như còn thằng nữa nè. Còn thằng nữa đâu rồi ta? Đâu. Ngáo, thằng này đúng ngáo luôn. Rồi ngủ quên hả? Ngủ quên. Giống thằng này. Ngủ quên. Thằng này đứt ngáo luôn. Em đi lên này. Ôi chết rồi. Lộn súng ơi. À. Còn súng kia. Lộn súng mà nó la cho trời đậu phộng nó. Thằng này ngủ quên rồi. Thề luôn. Nên mà nó ngồi, nó đứng lên, ngồi xuống như đúng rồi vậy anh. Đang bơm máu. Ở dưới kìa, dưới nhà kìa. Dưới nhà dưới, hai cái nhà nhỏ dưới.
rồi. Kìa kìa, bốn thằng nó đứng ở hành lang. Từ từ, đứa nào có sụt vun giả bộ bắn nhau đi, cho nó chạy lên, giả bộ bắn hướng ngược lại đi. Hướng ngược lại á. Ơi, bắn nó luôn hả? Sao đâu? Bắn nó luôn đi anh. Sao đâu phòng? Rồi, chết một thằng rồi đúng không? Ok, nó canh trên kìa. Gãy nằm mà. À, nhà này à? Ừ, lên đi. Nó canh kìa. Biết rồi, nó canh đó. Để em lên cho. Rồi. Rồi đây nè. Có đứa nào bắn mình nữa không? Có. Có, em chạy lên em gặp có thằng bắn em xong lên xe. Bạn hòm chứ. Ê bên này có ui. Ờ, đâu. Từ từ con ngon ơi. Tới. Có lên đây nè. Đâu rồi. Rồi, bắn đi em. Tới rồi. Rồi. Không cần chi đi nữa. Đâu? Em thấy nó rồi. Từ, Kem ơi đừng cam với nó. Kem ơi đừng cam. Xong rồi. Rồi, chết rồi. Tại vì cho tem tới gần nữa rồi thoải mái cam. Chứ anh chỉnh nút lại đó. À, nó lấy cái cảm giác của mình rồi. Rồi đang nhớ nha nó. Rồi AS Mobile hàng khách. Chết rồi hả? Ai? Chết rồi. Coi phim. Đúng rồi, coi phim. Hâm mộ lắm mới đặt tên nó đó, không phải dạng vừa đâu. Phải không AS? Đúng rồi, em xem anh từ cái clip đầu tiên mà. Thiệt không? Clip nào? Cái clip anh làm đầu tiên. Ô, cái hòm đẹp chưa kìa. Uh-huh. À chết rồi, nhà này có sếp, quên rồi. Ba lô ba. Quên cảnh thắng hưởng ta. Có hai cái xác ở đây nè. Không có đâu, anh giết hai cái xác ở đây em. Cái hòm mà kim cương cuối mới đẹp. Hòm đẹp hòm nào cũng đẹp hết. Tôi thấy hòm nào tôi cũng thích hết. Ê, có người anh ơi. Có người đâu? Đâu? Từ con ơi, nhà nào em? Rồi, ok, tới đi em. Ok. Nhà này đúng không? Lên luôn đi. Còn á, cứu đi, anh cai ở cam ngoài cho. Em cứu rồi, em đi cứu rồi. Bắn cái ngay đầu luôn. À, bắn giáp luôn nè. Lúc này mới có ra một hỏng một nửa. Đi. Còn nửa mà. Xe lên. Có xe nha. Xe chạy bể đường bên kia rồi. Ủa, nó không có giáp. Nó xuống xe kìa. Nó xuống xe kìa, hai thằng chạy bo xuống xe. Ơi, mẹ ra. Rồi. Yếu. What? Má cái gì vậy ta? Rồi đi. Cái clip mà Free Fire vừa mới ra. Dễ hả? Đứng ở trong cái sảnh kia kìa. À, anh biết. Vào trong có mấy có cái nhà kho kìa. 25 à. Người. Đấy luôn. Kìa có xe anh kìa. Anh có xe anh ơi. Rồi. Quá nguy hiểm cực kỳ kinh cũng đến từ AS Mobile. Nó còn nằm mà ta, về bộ nó đâu ta? Chỉ ở đây 2-3 tên. Ui, ở dưới đây có người nha. Đâu? Dưới gần xong này.
Ok, giết được không? Bao nhiêu thằng á? Em biết, em nghe tiếng súng. Giết được một đó. Nói đi em. Ở đây trong nhà, trong nhà. Ok. Trong nhà hướng 240. Cái nhà còn đôi bó. À rồi, thấy rồi. À, thấy rồi. Còn thằng ngoài nữa. Ngoài mấy chục máu thôi. Mấy chục máu rồi, 70-80 rồi. Bốn mấy máu, bốn mấy máu. Bắn đi. Rồi, chết rồi. Quá kinh. Tối nay ai cũng có hòm này. Ủa? Đi ra. Chỉ còn cái thằng trong nhà đâu. Thằng trong nhà. Ủa đâu, hồi nãy em xóa mạng với em giết thằng. Ờ, có thằng chạy xe kìa. Thằng đó bị bệnh nè. Bị bệnh nè. Chết rồi. Không có. Hello, các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Đây là đấu đanh hay đấu thường? Đây là đấu thường hay là đấu đanh? Ê, bên kia. Nó thấy mình rồi, nó đang bắn mình. Trên cầu á, qua bắn thằng trên cầu trước. Cầu không có. Trên cầu nó đến chỗ nào đó? Thành cầu thì phải. Rồi đây. Cô Ngân cam thằng bên kia đi cô Ngân ơi. À nó thấy mệt. Được. Chết rồi, gục rồi. Thằng cầu gục rồi nha. Ừ. À, còn thằng khác cũng đi. Rồi, ok. Còn thằng nào nữa? À, còn kìa. Rồi, gục rồi. Còn xe chết rồi đó. Cứ xả đạn thoải mái, ra tay nhanh một xíu là xong cái gì đó. Ôi, hai thằng này không có đạn xuống trường à. Anh đã phóng đủ anh ơi. Còn bậy. Tụi này không có đạn lắm hả ta? Ê, mình đi cáp treo qua hay là đi cầu qua đi. Đi 3-6 giây nữa. Ôi, mình bắn băng giáp nó rồi. Còn thằng bên này thì sao ta? À, chết luôn, thằng bên này chết luôn. À, đồ tăng giáp, trời ơi. Thằng này nó có đồ tăng giáp mà nó la làng lên kìa. Anh biết là giờ em ôm cái giáp 1 nãy giờ luôn á. Anh thì giáp 3 nãy giờ chưa ai khải hết nè. Cái một của em còn giáp cao lắm, 20 máu. Ôi trời ơi. Giáp trắng. Giờ mới lập được cái giáp 3 của thằng kia bị hay lắm. Hello các bạn, nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Like, nhớ thay like. Còn hình như còn... Nó kìa. Ok. Nhảy xuống kia rồi. Được ngọt. Trên đáp nữa. Được hai. Bên kia nữa. Container bên kia. Công tới đi, công xé qua bên kia đi. Anh lo bên này cho. Công thề là em chưa thấy nó đâu hết. Nghe container đó. Container trắng á. Không sao nữa kìa. À rồi, ok. Này thì đứng đó nè. Này thì đứng đó nè ngáo. Con rút xuống ra, sẵn sàng lên chiến. Ok. Thằng trên cao chết còn chưa con? Con đây nè, con đứng sau đây nè. Mấy thằng này chắc nó đang buồn ngủ ấy mà. Buồn ngủ hả? Kìa. Nó chạy đâu rồi lắm. Đâu? Còn một thằng nó ngồi chết rồi. Chắc đầy bị đau bụng hay sao á. Ra khỏi bơm máu đi. Con tìm ở trong đây nè. Vào đi em ơi.
đây nghe cô Ngân à, nghe cô Ngân à, rồi mùi chín nấu, vô đi, ra đi nhanh, còn sau lưng mình nha con. Em thấy không lụ, không lụ anh ơi. Lên luôn. Anh ấy đi, em tắt đi rồi đó. Dưới đó. Đây nè, trong cái thùng này nè. Trong đây phải. Nghe im luôn nè. Ok. Thôi. Đủ đi. Ủa, thanh niên lắm. Buồn ngủ. Thanh niên vô đó ngủ á. Trong thử á, okay, thằng này nó bắn. Đây kìa. Kìa xe kìa. Rút súng ra. À có một thằng qua yeah, nó kìa. Còn thằng xe kìa. Còn thằng nữa. Ok, được. À, sau lưng ok, nghe kem kìa. Có bơi kem. Ôi, con gà nó kêu kinh vậy. Gà đó bị kinh. Gà em. Gà em. Ok. Dù nó chơi chảo đi. Trời ơi, con gà nó kêu kìa. Anh nghĩ là mai nên làm thịt gà đi em ơi. Làm con này hết nó lại con khác thôi. Nhiều gà lắm. Rồi, nó đây. Trong đây hay là ở trên? Đừng nói ở trên tháp nha. Ôi, em bị kẹt trong đây rồi. Rồi, nó ở trên rồi. Nó ở trên kia. À, ra trong đây nè. Trong đây nè. Đập chảo nó. Đập đầu nó. Nhảy xuống rồi. Đập đầu nó. Ok. Rồi. Kinh cực kỳ nguy hiểm đến từ AS Mobile. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên bấm vào nút đăng ký và bật nút chuông lên để mỗi lần mà mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo nhé. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và AS Mobile Trào Lưu nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn luôn nha. Bye bye.